kính bái bạch sư ông, và con hết lòng kính ngưỡng Ngài đã tạo đủ mọi điều kiện để cho con ngồi ở đây hôm nay để mở lòng ra, để mời Thầy trong con biểu hiện để chào mừng các chúng đến sống thường dự ngày quan niệm ngày hôm nay. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2014, chúng ta đang ở thiền đường nước tỉnh tu viện Làng Mai, chùa Pháp Vân tại Pháp. Cách đây không lâu có một thầy tỳ kheo trẻ người Thái Lan đến viếng thăm và hỏi tôi rằng trong các truyền phái thiền Đông Độ, thiền Tào Động, thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ, thiền chánh niệm thì có sự sai khác như thế nào, và nếu tu theo thiền phái nào thì sẽ đạt được đạo một cách mau chóng. Thường thì những người trẻ khi phát tâm tu tập thì muốn mau thành tựu một cái công quả nào đó, và với cái câu hỏi này á, chứng tỏ rằng thầy tỳ kheo này cũng có một cái ước muốn mau chóng như vậy. Và giữa những cái truyền thái thiền như vậy á, có cái gì sai khác đi? Thiền tứ niệm xứ là thiền tu tập theo kinh bốn lĩnh vực quán niệm, bốn nơi chỗ mình sẽ đi về. Và niệm xứ thứ nhất là thân, niệm xứ thứ hai là cảm thọ, niệm xứ thứ ba là về cái tâm của mình, và lĩnh thứ tư là cái pháp hành. Cũng bên cạnh đó cũng có một cái loại thiền quán niệm về hơi thở, gọi là thiền sổ tức quán. Sổ tức là hơi thở, quán là niệm về hơi thở hay tính đếm hơi thở. Hơi thở thứ nhất, hơi thở thứ hai, hơi thở thứ ba, hơi thở thứ tư và 1000 hơi thở thì mình sẽ chìm vào giấc ngủ. Đối với những người nào ngủ không được, tưởng tượng mình đã đếm hơi thở để ngủ, hay là buồn quá, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 1, 2, 3, 4, 5. Và theo cái hơi thở đó, theo cái đó để mình đi vào cái sự tĩnh lặng. Còn ở đây chúng ta tu gọi là tu gì? Tu thiền chánh niệm. Chánh niệm là mang một cái phép thực tập để đốt sáng lên cái năng lượng ý thức là mình đương ở đây, bây giờ mình đương làm gì. Và mình cũng thực tập cái thiền chánh niệm dựa vào một cái bản kinh gọi là An Bang Thủ Ý, hay là bản kinh quán niệm hơi thở, buộc chế ra cho chúng ta có 16 hơi thở
để mà dựa vào đó, để mà thở, để chứng nghiệm rằng mình đương sống. Thì kinh qua những cái giải thích như vậy á, thì mình thấy rằng tất cả những cái thứ thiền á, là đi tìm cái bản chất thực sự của cái sự sống, nó đương xảy ra. Và mình tu theo cái pháp môn nào cũng tốt hết á, pháp môn nào nó cũng dắt mình trở thành Phật hết á, cũng trở thành Buddha nature. Khi mà mình mang cái tâm về với chính mình. Nhưng mà đặc biệt á, ở làng Mai chúng ta tu thiền chánh niệm. Và cũng giống như những cái truyền phái khác, tu thiền chánh niệm, tu thiền tứ niệm xứ, tu thiền sổ tức. Đặc biệt ở làng Mai có pháp hành. Pháp là cái phương pháp, và pháp cũng là cái lời dạy của chư Phật, của thầy mình. Hành là cái action, một cái hành động dựa vào lời dạy của Phật, dựa vào kinh quán niệm hơi thở, và mình làm theo, gọi là pháp hành. Vậy pháp hành là gì? Pháp hành đưa đến cái gì, và hướng dẫn cho chúng ta làm gì? Và ở đây tất cả quý vị đều biết hết. Quý vị thử trả lời coi, pháp hành của chúng ta là gì căn bản nhất? Nghe có vẻ giống như thở và cười phải không? Kỳ thực có pháp hành căn bản của chúng ta là nghe chuông. Những ngày mới tới đây, quý vị được hướng dẫn nghe chuông. Nghe chuông nào thì mình biết rằng, ồ, sắp tới giờ đi thiền hành. Nghe chuông nào thì mình biết rằng tới giờ ăn cơm. Tới giờ ăn cơm là mong lắm, mong chuông dữ lắm. Thấy dọn lên rồi nhưng mà chưa thấy chuông. Và giờ đi thiền hành, sau khi giờ ăn cơm xong rồi thì mình đi thiền hành. Hay là đi lên giảng đường để ngồi thiền tụng kinh. Thì cũng có những cái chuông. Và khi một tiếng chuông được mời thỉnh lên, thì chúng ta biết, cho chúng ta biết cái giờ đó, cái lúc đó, cái thời khóa nó như thế nào, nó sẽ xảy ra như thế nào. Cái tiếng chuông đó gọi là báo chúng, information bell. Tôi cần vẽ lên bảng một tí. Cái biểu hiện này, cái tâm giác này biểu hiện để cho hai cái thức chung.
hay là wake up bell. Thì hai cái tiếng này nhỏ. Wake up bell có nghĩa là làm cho cái bell nó thức dậy. Đồng thời wake up bell cũng là wake cái tâm của mình thức dậy, kêu gọi cái sự tỉnh thức ở trong mình. New year, new me. Wake up bell, wake up me. Còn tiếp theo, cái vòng nhỏ này gồm tất cả là 7 tiếng. Nếu mà chia đều đó, một cái độ âm thanh của một tiếng chuông này nó sẽ bằng 7 cái độ lớn của 7 cái âm thanh này, chia đều ra. Nhưng mà ở đây mình áp dụng cho nó thống nhất. Ở tu viện này, tu viện Đức, tu viện Mỹ, ở đâu cũng cùng một cái kiểu cách. Cho nên mình đã sử dụng những cái độ âm thanh của mỗi cái chấm này nó bằng nhau. Và cái khoảng cách từ cái tiếng chuông này sang tiếng chuông này nó sẽ bằng nhau. Và ba cái tiếng chuông chính, ba tiếng chuông chính gọi là báo chúng bell, information bell, ba tiếng chính này. Nó có cái khoảng cách lơi ra hơn so với cái này. Chúng ta khi mà học nhạc á, thì bắt đầu là đồ rê, ở chỗ này là mi, à, sô, phải không? Thì cái khoảng cách này đó, nó là bằng nhau. Rồi có những cái nốt người ta viết như thế này thì nó phải là bằng một nửa của cái nốt trước này, vân vân. Thì tương tự như vậy mình có thể áp dụng vào trong những cái dấu hiệu này. Và đây là một cái tiếng chuông, đây là một tiếng chuông khác, cộng tất cả là 7 tiếng chuông. Bây giờ đến thử qua cái chuông để cho chúng ta dễ hiểu hơn. Bây giờ mới biết. Cái này wake up. Thưa quý vị, chung rung rung là thầy rung kìa. Thì đó là cái cách thỉnh chuông để biểu diễn một cái theo cái công thức này. Và chúng ta ai cũng được hướng dẫn giống như nhau. Khất sĩ cũng giống như quý vị thiền sinh về đây tu tập đều được hướng dẫn như vậy. Và thường thường mình nghe cái báo này ra ngoài á, gọi là chuông ở thức chuông, chuông báo chúng hay là information bell. Thì bất kỳ chúng ta đương làm gì,
ở một cái thời điểm nào đó mà chúng ta nghe chuông, bắt đầu từ thức chuông, thì chúng ta dừng nghĩ lại tất cả những cái động tác ngay lúc đó. Để làm gì? Để quay trở về, thở một miếng cho nó vui, thở một miếng cho nó khỏe. À, dù là lúc đó mình đương chấp tác, mình đương làm công việc, mình đương ngồi trên computer, mình đương ăn cơm. Ăn cơm á, thì mình nghe chuông đồng hồ chẳng hạn. Trong nhà ăn thường thường mình có sự yểm trợ của cái đồng hồ treo tường á. Để 15 phút vậy thì bing bong thì mình cứ phong cái tiếng chuông đồng hồ giống như là cái tiếng chuông báo cho mình biết là mình nên dừng lại, chậm lại để trở về với hơi thở, để biết rằng mình đương sống trong cái thời điểm đó. Và mình làm việc cũng vậy, và mình đi thiền hành cũng vậy. Thiền hành thì tại vì mình thực tập đi thiền đi, cho nên mình dừng lại trong ba hơi thở rồi mình tiếp tục mình đi tiếp. Trừ phi mình được cái người hướng dẫn thiền hành cho phép mình đứng lại, dừng lại lâu hơn để thực tập những cái bài tập khác, giống như lắng nghe, nhìn trời hay là thở, vân vân. Thì lúc đó mình có thời giờ nhiều hơn. Bằng không á, thì mình dừng lại mỗi khi nghe chuông khoảng 3 hơi thở rồi mình tiếp tục mình đi tiếp. Và đây là một cái phép thực tập rất là căn bản cho thiền chánh niệm, đặc biệt là tại làng Mai. Nói về nghe chuông thì mình có nghe chuông là nghe cái gì? Nghe đồng à, nghe chì à, nghe kẽm à, hay là nghe cái âm thanh từ ra từ cái đồng chì hay kẽm đó phát ra. Và nghe mình sử dụng lỗ tai, một phần trong sáu căn. Lỗ tai mình là một trong sáu căn. Thì lỗ tai mình có cái đối tượng là âm. Có đối tượng là âm. Và âm thì được phát ra bởi hai cái nguồn chính. Có hai cái thứ âm mà chúng ta thường biết và thường sử dụng. Đó là hữu tình âm. Tình âm. Trong cái âm đó có tình. Và vô tình âm. Trong cái âm đó không có tình. Quý vị biết âm nào là âm có tình? Biết không? Mẹ ơi, có phải có tình không? Tình mẹ đó. Anh ơi, thầy ơi. Hồi xưa, khoảng cỡ 10 năm trước, một cái từ rất là phổ biến ở làng Mai, trong chúng làng Mai ấy, là thầy ơi. Để biểu lộ cái sự kính mến, thương nhớ thầy. Tại vì thầy đi Mỹ 2 tháng, thì chúng ở nhà nhớ thầy lắm. Thỉnh thoảng thì cứ, thầy ơi, con nhớ thầy quá. Thì trong cái âm đó gọi là tình âm, hữu tình âm. Còn vô tình âm thì sao? Quý vị biết vô tình âm là trong cái âm đó không có tình. Nhưng mà có âm.
Quý vị đi thiền hành, có những cái cây ngã đổ xuống. Hai cái cây nó cọ vào nhau nè. Nếu mà gió tới thì sao? Nó tạo nên cái tiếng gì? Tiếng kẽo kẹt. Từ tiếng đó không có tin. Phải, cái đó gọi là vô tình âm. Đó là tổng quát là mình có hai cái loại âm. Riêng về hữu tình âm á, mình có thêm được 51 cái tên gọi. 51 cái tên gọi. Thí dụ như quý vị chơi đàn guitar. Hồi nãy tôi nói cái nốt này là nốt gì mà quý vị cười đó. Nó so phải không? Nếu mình thêm cái dấu này nữa, dấu thăng, rồi thêm cái chữ bi nữa, tiếng gì là so bi mo gì đó. Phải không? Thì cũng tương tự như vậy. Trong cái hữu tình âm á, mình có thêm được 51 cái tên. Ở trong cái phạm vi bài giảng cho nên mình chỉ nêu ra một vài cái âm thanh. Trong kinh Pháp Hoa có nêu ra phạm âm. Phạm âm là gì? Phạm âm là những cái âm thanh nói lên sự hành trì giới luật. Cái âm thanh nói lên bởi những cái bậc chứng thánh. Những âm thanh nói lên cái oai nghi. Mà đừng có nghĩ rằng những người nào chứng thánh rồi mới làm ra những cái âm thanh đó. Quý sư cô, quý sư chú giữ giới, quý Phật tử giữ năm giới, quý thiền sinh giữ năm cái mindfulness training precept á, thì những cái hành động theo những cái giới, cái precept của mình, những cái giới mình đã thọ đó, nó biểu hiện ra một cái âm thanh. Có thể âm thanh đó là âm thanh không có cái sao, không có cái tiếng vang, cái thinh. Thì cái đó gọi là phạm âm, hải triều âm. Cái này quý vị biết phải không? Mình đi biển. Đi từ đây qua Mexico, đi từ đây qua Tây Ban Nha, Spain. Trên đường đi mình stop by, mình dừng lại ở những cái bãi biển và mình đi dạo trên bãi biển, mình nghe sóng đóng. Và biển là cái chỗ về của ngàn sông. Ngàn sông về biển lớn. Cho nên mỗi dòng sông có một cái âm thanh khác nhau. Cho nên khi những dòng sông đó về với biển cả rồi đó, thì nó hợp lại 1000 cái âm thanh khác nhau của dòng sông đó, tạo thành cái âm thanh của biển, biển lớn. Cái đó gọi là hải triều âm. Triều có hai buổi, buổi sáng hoặc buổi chiều. Và vì buổi sáng thì có sương, buổi chiều buổi sáng có mùa sương, buổi sáng có sương sớm, buổi chiều có mùa sương. Cho nên vì cái sự khác nhau giữa hai cái bầu khí quyển lúc bây giờ, cho nên âm buổi chiều và âm buổi sáng nó khác nhau. Hải trấn triều âm thiết phổ môn. Tức là cái tiếng hải triều đó, nó diễn dịch được cái âm thanh của ngàn sông. Và nó tương tự như vậy, nếu một cái tập hợp đại chúng của ta gồm nhiều người, thì những cái tiếng của mình nó cũng có như là hải triều âm vậy. Thắng bỉ thế gian âm. Thế gian là cái đời thường.
Thế gian là đời thường. Ở ngoài á, sinh con, nuôi cho nó ăn học, dựng vợ gả chồng và lên làm bà nội bà ngoại. Rồi khi đó vì cái sự truyền thừa đó, cái sự xây dựng gia đình đó, đôi lúc bà mẹ ông cha nói ra một tiếng, cha muốn thế này, mẹ muốn thế kia, con học cái này, con học thế kia. Và cái tiếng đó đôi khi nó không có đáp ứng được cái nhu cầu của những đứa con của mình. Những đứa con, có những đứa muốn đi tu lắm. Nó có lý tưởng, nó có tuổi trẻ và nó muốn thay đổi cuộc đời của nó và muốn chuyển hóa những cái khổ đau của chính nó hoặc là những cái khổ đau của gia đình nó. Nó muốn đi tu. Nhưng mà cái tiếng thế gian á, con, cha mẹ chỉ có con là con trai độc nhất. Cho nên cha mẹ cần phải nối dõi tông đường, vân vân. Thì đó là tiếng gì? Tiếng thế gian. Thì những người đi tu và những người muốn đi tu sử dụng ngôn ngữ nào? Thắng bỉ, bỉ là cái phía bên kia, giống như là bỉ ngạn vậy đó. Bỉ là thắng phía bên kia, thắng bỉ là thắng cái phía bên kia của cái tiếng thế gian. Mình làm thế nào thực tập cho thật giỏi? Thí dụ như thực tập nghe chuông cho thật giỏi, để mình thắng, mình vượt thoát được những cái nhu cầu của gia đình mình. Tại vì gia đình mình đương nói lên những cái nhu cầu của thế gian đó. Nhưng mà mình, cái lý tưởng của mình là gì? Mình phải chuyển đổi cho được những khổ đau của mình. Mình phải canh tác cái vũng sình lầy này để mình trồng lên đó một hoa sen. Cho nên mình cần phải thắng cái ý muốn của thế gian. Thì cái âm thanh để diễn bày cái sự thắng đó gọi là thắng vị thế gian. Hồi xưa thầy thường thường có tham khảo, tham cho các em nó tham vấn á, cũng nhiều em vào cũng trình bày cái vấn đề gia đình lắm. Và may mắn thì nghĩ ra được cái nhớ ra được cái đoạn kinh này trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 25. Có một đoạn kinh như vậy, nói về âm. Thì đó là những cái loại âm thanh mà mình nghe. Nhưng mà muốn nghe được tất cả loại âm thanh này, mình cần phải thực tập. Thực tập cái gì? Trở lại, thực tập nghe chuông. Thì chúng ta có một câu thi kệ. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông màu nhiệm đưa về nhất tâm bòn. Phải không? Cho nên muốn nghe được một cái âm thanh và mình muốn hiểu được cái âm thanh đó là màu nhiệm, mình phải thực tập lắng nghe. Nếu mà không lắng thì không nghe được. Lắng ở đây có nghĩa là gì? Cái bận rộn, cái xào xáo, cái hời hợt, cái lụp chụp trong trái tim của mình đó, nó không phải là lắng. Bây giờ muốn lắng thì làm thế nào? Những cái đòi hỏi, những cái ham muốn, những cái yêu cầu, những cái bận rộn, nó phải
phải lắng xuống, phải chìm sâu xuống. Mình đừng cho nó phát khởi lên, đừng cho nó lớn lên. Thì lúc bây giờ mình mới có lắng. Mà khi mà lắng, lắng cái gì phải không? Quý vị hỏi gì phải không? Lắng lòng. Still be. Still be. Làm cho cái sự giận hờn, ghen ghét, hờn trong người của mình, trong trái tim của mình, nó chìm xuống. Thì lúc bây giờ mình mới có cái khả năng nghe của mình, nó mới bắt đầu dâng lên, hay là bắt đầu lớn lên. Cho nên, muốn nghe được những cái âm thanh đó, mình cần phải thực tập lắng nghe. Và khi mà mình thực tập lắng nghe chuông, mình biết chuông được chế tạo bởi đồng, phải không? Nhưng mà nếu đồng không á, thì qua cái nhiệt độ, thí dụ nhiệt độ ở Pháp, nhiệt độ ở Đài Loan, nhiệt độ ở Mỹ khác nhau, thì tiếng chuông nó cũng khác nhau. Và một cái chuông đúc ở lò đúc Huế, nếu họ đúc ở trong ở Huế và mình không cho biết rằng cái chuông này mình sẽ thỉnh đi qua cúng dường cho làng Mai chẳng hạn, thì mình khi mà mang cái chuông đó qua đây, mình thỉnh thời gian 1 năm 2 năm gì á, cái tiếng nó từ từ nó giảm dần và nó tắt luôn. Tại vì sự thay đổi nhiệt độ đó, nó làm cho đồng nó cũng theo đổi theo. Và cái độ giãn nở của đồng nó cũng thay đổi theo cái áp suất của không khí và nhiệt độ. Một cái công thức mà dễ tìm thấy nhất của thuộc về đồng á, đồng là CU. Và cái công thức mình dễ bắt gặp đó là CuSO4, tức đồng với ở trong cái dạng đi chung với sulfate, dạng sulfate. Và nếu đồng á thì nó sẽ chảy ra, nó burn ra đó, nó chảy ra, nó phèo ra thành thể lỏng á, với nhiệt độ 1083 Celsius degree. Người ta pha với kẽm hoặc là pha với thiết. Thiết và kẽm á, nó có cái độ nóng chảy gần, mặc dù nó khác nhau, nhưng khoảng 1074, 1062, nó có độ sai biệt như vậy. Nhưng mà nếu vàng thì sao? Vàng á thì nó có cái nhiệt độ cho chảy ra đó là 1788 Celsius degree, độ C. Cho nên ở những cái lò đúc đó, người ta tới, người ta quan sát, ta làm lễ gửi năng lượng an lành mỗi khi mà đúc chuông á. Quý vị Phật tử thường thường tới tham dự cái này nè, hai trên này nè, bằng vàng á, mới gửi tháo ra, liền vô, cúng dường. Hồi năm ngoái á, thầy có đi dự cái lễ đó một lần. Và bác Sở là một ông thợ đúc, cái gia đình thợ đúc rất là nổi tiếng ở Huế. Ông nói, quý vị cho là chúng tôi rất là cảm ơn.
Nhưng mà cái này nó không, thực sự á, thì nó không có trở thành nằm trong thành phần trong chuông đâu, mà nó sẽ lắng xuống. Lắng, dĩ nhiên lắng này nó cũng tương tự nghĩa giống như lắng nghe chuông vậy, lắng lòng nghe vậy. Nhưng mà vàng, tại vì cái độ nóng chảy của vàng nó lớn hơn độ nóng chảy của đồng, cho nên vàng nó sẽ chìm xuống. Và cái cuối cùng là những ông thợ đốt cũng được hưởng cái vàng này. Thì cái này với cái nhà nghề người ta cho mình biết như vậy. Nhưng mà cái đó cũng không có gì đáng sợ hết. Nếu mình đã phát tâm, mình cúng dường cái thỏi đó, thì mình vẫn có một cái năng lượng rất là bình an, rất là an lành. Nhưng mà nó không có vô trong chuông thôi, nhưng mà vô trong túi của người đúc cũng tốt vậy thôi. Nhân đây thì muốn kể cho quý vị nghe, chỉ một cái thỏi vàng nhỏ nhỏ mà gây một cái duyên tình rất là đẹp. Cái này trong luật thì nha. Quý vị biết ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp đi tu và người bạn gái của ngài Ca Diếp cũng đi tu. Mà cái câu chuyện này được ghi trong tiền trong trong luật á, là trong tiền kiếp, những kiếp về trước, ông Ca Diếp này ổng làm nghề thợ sơn, ổng đem sơn sửa tượng Phật. Thì cái tượng Phật đó được đúc lâu rồi, cho nên trên cái bề mặt nó rớt một cái khoảnh da mặt. Và ông ta đương nghĩa là thợ sơn thôi, chứ con không phải đắp lại, thành chỉ làm cho đẹp rồi sơn trở lại thôi. Thì gặp một cái cô gái con của một người làm vườn, có thể là vườn nho ở ngoài này không chừng, đi ngang qua và thấy như vậy, thì cô ta mới phát tâm rằng tôi có một cái bông tai đây bằng vàng này, tôi sẽ cúng hết cái này để cho anh vá cái mặt Phật lại. Và do cái duyên đó, những cái đời kiếp sau đó, ông Ca Diếp đi tu thì cô ta cũng xin đi tu. Nhưng mà giữ giới rất là trong sạch. Tại vì những người đó là những người thị hiện ra là làm cái bậc thánh để cho Đức Thích Ca Mâu Ni dựa vào đó chế ra luật cho những hàng tỳ kheo và tỳ kheo ni. Cho nên có một hôm á, có một vị tỳ kheo khác nhìn thấy là ông thầy Ca Diếp và cái sư cô đó đương nói chuyện gì đó, mới đi thưa trở lại với Đức Phật. Thì Đức Phật mới kêu, Đức Phật biết rồi, nhưng mà tất cả những cái điều Phật nói ra đều phải dựa vào sự thỉnh cầu. Thì Đức Phật mới giải thích. Cũng có khi Đức Phật không có cần sự thỉnh cầu mà tự động nói, thì cái đó là gọi là gì? Tự thuyết. Kinh tự thuyết nghĩa là Đức Phật thấy như việc đó, không có ai có cái khả năng đặt ra câu hỏi, cho nên Đức Phật tự nói ra, gọi là kinh tự thuyết. Còn tất cả những trường hợp còn lại, Phật phải đợi 3 lần thưa thỉnh rồi mới nói cái kinh đó ra. Và phần lớn trong luật, giới luật của chúng ta đó, là phải có 3 lần thưa thỉnh thì mới cho. Nếu mà thưa thỉnh có 2 lần thôi và với lý do gì đó không thể tiến hành thêm được nữa, thì bữa truyền giới đó không có thành công. Cái này nó dính líu đến cái vấn đề tác pháp yết ma đó.
ba lần thưa thỉnh, mà nếu mà mới thưa có hai lần thôi, cái gặp trời mưa lớn quá chẳng hạn, không thể nào tiếp tục được, ngưng thì cái buổi truyền giới đó không có thành công, phải làm lại. Thì cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật đó, tiền thân của Ngài Ca Diếp và người bạn của ta, qua nhiều cái trước khi thành Phật á, trước khi thành Ngài Ca Diếp mà hầu cận Đức Thích Ca Mâu Ni gần này nhất á, thì Ngài qua nhiều cái thế hệ, nhiều cái đời tu tập với cái tên là Hỷ Kiến Bồ Tát. Hỷ chúng sanh Hỷ Kiến Bồ Tát là tất cả mọi người nhìn thấy cái khuôn mặt của vị Bồ Tát là đã là thương mến, đã sùng kính rồi. Tại sao? Tại vì trong quá khứ Ngài đã làm đẹp cho cái gương mặt Phật. Trong một cái bài niêm hương mà ngã tích tặng cúng dường kim phục hoàng thân cận, nghĩa là từ những đời đời kiếp trước về trước con đã theo cúng dường Ngài rồi, và bây giờ may mắn quá con lại sinh ra cái thời có Ngài đương thuyết pháp, và con rất lấy là sung sướng, và con xin nguyện rằng con để theo Ngài để tiếp tục cúng dường Ngài nữa. Đó là cái công quả của Ngài chúng sanh Hỷ Kiến Bồ Tát mà chúng ta sẽ bắt gặp trong trong những vị Bồ Tát mà hiện thân ra để báo ơn Đức Phật. Cũng giống như bây giờ chúng ta đương đương ngồi nghe pháp để làm chi? Để báo ơn đức sự dạy dỗ của sư ông của chúng ta. Thì vừa rồi chúng ta đã kinh qua một vài cái chủng loại âm thanh. Mỗi cái loại âm thanh nó mang tải một cái sự biểu hiện nào đó. Và mình muốn thưởng thức, mình muốn chứng thực, mà mình muốn hiểu được cái sức mạnh của âm thanh đó, mình cần phải biết nghe. Nếu mình lắng lòng ngồi nghe thì mình sẽ hiểu được mẹ mình muốn nói gì với mình. Và nếu mẹ mình có lắng lòng nghe đó thì mới có thể nghe được cái sự tâm sự của bà mình. Và chỉ khi nào lắng lòng nghe thì họ mới hiểu nhau. Và hiểu sẽ dẫn đến thương. Trong sự nóng giận, trong sự buồn, buồn tủi, trong cái vui quá vui mà mình nghe thì mình không có thâu nhận được được cái chất liệu xây dựng hay là hiểu được cái vui, cái khổ của người nói. Cho nên trong cái phép thực tập lắng nghe, trước nhất mình phải thực tập cái phép dừng lại. Phép tu dừng lại gọi là chỉ. Mình dừng lại cái sự đòi hỏi, dừng lại cái sự suy tư, sự tính toán, kèo nài, dừng lại cái nóng giận, cái hờn, hờn mát trong trái tim của mình. Thì khi nghe chuông, mình làm được điều đó, thì là mình đương tu thành công với phép tu, gọi là pháp tu chỉ.
Thì bên cạnh đó, trong phép tu quán, quán là nhìn sâu. Quán là nhìn sâu. Mình sẽ hiểu được trong cái lời mình với người nghe rồi á, nó có ngọt hay không. Quý vị nghe, quý vị hiểu là ngọt không? Hiểu quá đi chứ phải không? Thí dụ như là ba ơi con thương ba lắm. Thầy ơi con thấy sự có mặt của thầy trong con. Ngọt không? Nghe những âm thanh đó mình biết là ngọt. Mà khi mình nghe trong âm thanh đó ngọt, có nghĩa là mình cũng có thể có cái khả năng nghe trong âm thanh đó mặn, chua chát, giận hờn, phiền hà, vân vân. Mình cũng có khả năng nghe được trong âm thanh đó đẹp. May I help you do something? Đẹp không? Và mình cũng có thể nghe trong âm thanh có rất là nhiều niềm vui. Đã về, đã tới, khi mà mình ca bài ca, mình biết nghe cái âm thanh đó là thấy rất là vui rồi. Còn gì bằng đã về, đã tới. Đã về, mà đôi khi mình đi hoài không có tới. Đã về được diễn tả như thế nào? Là mình lập một cái khóa trình ở làng Mai, một tuần lễ mình phải tu cho được. Mình phải hóa giải được cơn giận trong lòng của mình. Nhưng mà mình về cái mình vui quá mà vì gặp nhiều bạn cùng lớp hay là ở đâu đó tới, mình lo mình nói chuyện không là mình không có tu. Thành ra lập kế hoạch tới một tuần lễ phải giải được phiền muộn, nhưng mà mình không có tu cho nên một tuần lễ mình không có tới, cho nên nó đã về nhưng mà chưa tới. Thành ra khi mà mình cất tiếng ca đã về đã tới, bây giờ ở đây là một cái sự thành công, mà ca được cái bài ca đó chứng tỏ rằng mình rất là vui. Hy vọng là tất cả các thiền sinh và kể cả các thầy, các sư cô ở đây đều thành công trong cái đạo quả của cái phép tu đó, phép tu chánh niệm đó. Đã về, đã tới. Và cái quả này nữa, tương đương với gọi là tư đà trong bốn cái bậc thánh. Chỉ cần đã về, đã tới thành tựu được là một trong cái quả tu Tư Đà Hàm và chứng bậc thánh. Thì nếu mình thực tập lắng nghe thì mình sẽ nghe được. Và khi mà nghe được thì mình cảm được. Và khi nghe được, tức mình thọ nhận được. Tại khi cảm đó, thì mình sẽ sinh ra xây dựng cái niềm vui trong lòng của mình. Và vui như thế nào đó, thì nó thuộc vào lĩnh vực thứ ba, thân, thọ, tâm. Và khi mình nghe được, mình sẽ hiểu được đây là cái pháp Phật dạy. Thí dụ như mình đi thiền hành, mình bước một bước trên một đống lá, mình nghe lá xẹt xào. Và nếu mình đứng không vững, mình thụt lại một bước, rồi mình bước trở lại.
Thì cái bước đầu trên cái đó, đám lá đó và bước thứ hai trên đám lá đó có đúng như lời Phật dạy hay không? Đúng cái gì? Cái thời điểm T1 của lần đầu tiên, mình bước một bước. Đây là một cái đám lá. Lát nữa mình có cơ hội thực tập. Mình bước một bước trên đây. Và mình nghĩ rằng cái bước này chưa có hay. Mình thuộc lại. Và lúc này, cái thời điểm này gọi là T1. Mình thực hiện lại cái bước thứ hai, cái thời điểm thứ hai, nhưng mà cùng một cái vị trí này. Thì mình gọi cái lúc làm cái việc thứ hai, lần thứ hai đó là T2. Quý vị nghĩ rằng T1 với T2 này, cái thời gian đó giống nhau hay khác nhau? Giống hay khác? Cùng có một bước chân thôi. Nhưng mà bước rồi, rút lại, bước lại. Thì hai cái thời gian T1 và T2 này giống nhau hay khác nhau? Khác phải không? Khác tức là không có giống phải không? Không giống là vô thường. Nếu mà giống là thường, cho nên nó hai bước thứ nhất, lần thứ nhất và lần thứ hai cùng một cái bước chân thôi, cũng của mình thôi, cứ bên chân bên trái thôi, nhưng mà hai cái thời điểm T1 và T2 khác nhau, cho nên hai cái bước đó khác nhau. Vì khác nhau cho nên cái bước này gọi là một cái bước vô thường. Nó nhiều hơn là sát na vô thường nữa. Và vô thường là một pháp. Phải không? Nghe chuông đi ra đi thiền hành, đi trong khi mình đi thiền hành, mình xác nhận được cái pháp của Phật dạy vô thường. Chư pháp vô thường. Thành ra từ nghe chuông, mình kinh qua được gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Cuối cùng có pháp là gì? Vô thường là một pháp. Đi thiền hành là một pháp. Nghe chuông là một pháp. Và vì có cái sự khác nhau giữa thời điểm này nè. Vô thường để chỉ cho sự, cho cái thời gian. Đồng thời, mình tiến sâu hơn một tí nữa. Giả dụ rằng mình thực tập lắng nghe giỏi và mình đương đi thiền hành. Bây giờ mình đã xác nhận được là cái pháp Phật dạy vô thường rồi. Mình đi sâu hơn một tí nữa, cũng trong cái bước đi thiền hành này thôi. Thì mình bước xuống một bước thì những cái lá nó lún xuống một chút, phải không? Cho nên mình cái bước lần đó nó không có hay. Mình rút cái chân lại, mình bước thêm lần thứ hai nữa. Thì cái chỗ lá đó nó lút hơn một chút nữa. Tức là hai cái độ sâu á, hai cái độ sâu của cái bước chân á, nó tạo ra như vậy nè. Sâu hơn chút xíu nữa. Thì cái này nó là một cái pháp thứ hai mà Đức Phật dạy. Nó liên hệ đến vấn đề gì? Nông và sâu xuống. Liên hệ vấn đề gì? Không gian. Không gian là cái pháp gì? Vô ngã. Phải không? Không gian là biểu diễn cho cái pháp vô ngã. Nếu vì không gian biểu vô ngã, cho nên trong một cái gia đình có một vợ, một chồng, một anh, một chị, người nào cũng có một cái ngã hết á, thì nó chiếm một cái không gian lớn lắm. Mà người này dành cái không gian người kia, cho nên không có hạnh phúc. Phải không? Nhà rộng á, thì mình ở mát lắm. Nhưng mà nhà chật á, thì nó nóng nảy lắm. Cũng vậy, khi một cái gia đình nào vấn đề ngã này nè, nó sâu dày quá đó, thì gia đình đó không có hạnh phúc.
Cho nên trong một gia đình mình cần phải để cho cái người mình thương có không gian. Thỉnh thoảng á, nếu mình có thể làm được á, mình làm một cái phòng bé tí teo. Mình làm cái phòng gọi là phòng gì? Phòng thở. Mình phải nhường để cái không gian nào đó để cho những người mình thương đó có không gian để thở. Còn mình cứ tranh giành hoài cái không gian này, nó nóng lắm, khó thở lắm. Đây là cái pháp thứ hai mình có thể nắm bắt được nếu mình biết thực tập lắng nghe và có thể xác nhận lại được, chứng minh được trong khi mình đi thiền hành. Nếu ai chưa nắm bắt được, lát nữa ra đi thiền hành, nhớ làm cái bài tập này. Một cái pháp tu được gọi là một cái bài tập. Chúng ta gọi chữ thực tập thực tập, có khi người ta gọi là tu tập. Nói chữ tu trước. Tu ở bên này có cái bộ cái dấu người. Tại vì chữ 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 Hán á thì là chữ tượng hình. Cái này là cái bộ người. Ở đây có một cái gạch xuống. Tượng trưng cho cái gì? Tượng cho cây thước, cái ruler. Con người dựa vào những cái quy tắc để mà làm theo. Ở bên đây là cái điều. Điều 1, điều 2, điều 3. Xuống dưới này có 3 cái gạch này. Là cái gì? Thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, ý của mình đặt dựa trên một cái quy luật. Thí dụ như tỳ kheo giới, sa di giới, hay là thức samana, hay là phai năm giới. Chánh niệm là cái thước này nè. Và cái này là mình. Thì tu tập là gì? Là chính mình dựa vào những cái quy luật mà Phật dạy để mình thay đổi, mình sửa đổi, mình đào luyện cái thân, cái khẩu và trái tim của mình. Thì cái này gọi là tu. Mà tu thì nó có vẻ á chầu quá, phải không? Mình chơi ngon hơn chút xíu, cho nó ra vẻ khoa học. Sử dụng chữ thực tập. Đi học, học toán. Bây giờ mình đương nói về thỉnh chuông. Có thể là học về hóa học. Tại đồng là một kim loại. Mình làm cho miếng này pha với kẽm để cho làm cái độ nhạy bắn và cái tiết âm thanh nó hay hơn. Hai cái đó hợp lại với nhau. Và đem một cái chất này hợp vào chất kia gọi là thực. Thực nghiệm hay là thực tập. Mà thực nghiệm với thực tập nó giống nhau cái điểm thế nào? Mình có thể sai. Khoa học chấp nhận như vậy. Mình làm đừng có cầu thành công liền. Mình chấp nhận là có thể sai. Sai để làm gì? Để làm trở lại. Mỗi lần sai, start all over, làm lại một lần nữa. Và chắc chắn mình sẽ học hỏi từ cái chỗ sai trước đó. Cũng vậy, tu tập. Mình tu một ngày không xong, tu ngày thứ hai. Tu ngày thứ hai không xong, tu ngày thứ ba. Tu ngày thứ ba không xong, giáo thọ mời lỗ uống trà. Phải không? Cho vui vậy đó, mấy thầy mời uống trà là chỉ uống trà thôi, không có nói gì ở đâu.
Và mỗi lần nghe chuông, mình dừng lại, tức mình tu phép chỉ. Và mình nhìn cho sâu sắc để mình biết mình đương ở đâu, đương làm gì, đương ở đâu, đương làm gì. Có nghĩa là mình là ai. Và khi nghe chuông, thở vào, thở ra, thở vào một hơi dài, tôi biết, ý thức tôi đương thở một hơi dài, một hơi ngắn, tôi biết, ý thức được hơi thở ngắn. Thở vào, tôi biết an định toàn thân. Thở vào, tôi ý thức toàn thân. Đó là 4 hơi thở đầu tiên trong 16 hơi thở. Mình có 16 hơi thở. Theo kinh quán niệm về hơi thở, 16 hơi thở này chia ra làm 4 nhóm. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 và 4. Nhóm đầu tiên có 4 hơi thở. Mình chỉ cần nói 4 hơi thở này thôi. 4 hơi thở này là gì? Hơi thở thứ nhất, thở vào một hơi thở ngắn. Tôi biết rằng tôi đương thở vào một hơi thở ngắn. Thở ra một hơi thở ngắn, tôi biết, tôi ý thức được thở hơi thở ra ngắn. Hơi thở thứ hai, thở một hơi thở dài, tôi biết, tôi ý thức về hơi thở dài. Thở ra hơi thở dài, tôi biết, tôi ý thức hơi thở dài. Hơi thở thứ ba, thở vào tôi ý thức toàn thân từ trên đầu xuống dưới chân. Khi mà nói toàn thân á, là nói một cái sự tổng hợp. Trong thân mình có những ai? Có ai? Mỗi vị ở đây á, lấy một cc máu ra đếm thì sẽ phát giác ra rằng mình có mặt khoảng 6.000 tế bào ở trong một cc. Cc có nghĩa là chiều cao 1 cm, chiều ngang 1 cm và chiều dọc 1 cm, làm thành một cái khung hình vuông, cái thể tích hình vuông đó, trong đó gọi là một cc. Thì nếu mà đưa vào lab, đưa vào nhà phòng thí nghiệm đó, người ta sẽ đếm cho mình có tối thiểu khoảng 6.000 cái blood cell, tức là tế bào máu trong một cái cc máu như vậy đó. Thì quý vị nhân lên bao nhiêu kilo? 80 phải không? Trong 80 kilo đó có 75 kilo là nước. 1 kilo nước tương đương với 1 lít. 1 lít tương đương với bao nhiêu cc? Quý vị nhân lên, quý vị biết là trong cái thân của mình có bao nhiêu tế bào máu. Mỗi tế bào máu mình phong thánh một cái đơn vị của mình, một đơn vị của sự sống của mình. Thì trong sự sống của mình, trong một thân thể đó, có bao nhiêu cái sự sống trong đó nữa. Và khi thở vào, ý thức toàn thân, có nghĩa từ trên đầu xuống dưới này, có bao nhiêu tế bào máu mình đều ý thức, nó là như thế nào. Nhiều khi mình không có ý thức được, cho nên nó khổ, một đám tế bào nó khổ, mình không biết. Mà tới khi nào biết, tới khi nào mình thở không được nữa, mình mới kêu cái ambulance tới, là lúc đó mình mới bắt đầu biết, nhưng mà trễ rồi. Từng tế bào đương có mặt cho chính mình, cho sự sống của mình, và mình đã chăm sóc nó hay chưa. Mà khi mình nói là thở vào tôi ý thức toàn thân, có nghĩa là mình ý thức bao nhiêu tế bào máu nó đương có mặt cho mình, thì mình phải làm cái gì đó để trả ơn nó chứ, phải không? Cho nên nếu mà chưa làm, tối này về làm đi,
Đó mới là hơi thở thứ ba thôi. Đến hơi thở thứ tư là gì? Tại vì mình nghe chuông cái mình dừng lại, mình thở ba hơi. Thở vào deeply, thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. Tâm tĩnh lặng có nghĩa là mình không có bộp chợp nữa, không có giận hờn nữa, không có ghen ghét nữa. Và thở ra bằng miệng, mỉm cười. Mỉm cười là biểu hiện của hạnh phúc. Thì cái hơi thở thứ ba là an định toàn thân. Nghĩa khi mình thở ra, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, biểu hiện được cái không có bị lôi kéo bởi những cái tham muốn, phiền giận, và cái tâm mình nó rất là an định và mình có thể cười được. Cười với ai? Cười với những người ở trong thân của mình. Đó là một cái biểu hiện hạnh phúc. Và khi mà mình an định được á, tức là mình đạt được cái quả rồi đó. Quả an định. Thì cái này không phải là người nào cũng có thể đạt được đâu. Nhiều người ngồi yên không được. Ngồi yên không được là không có an định. Mới vừa ngồi xuống, anh có lấy chìa khóa đi theo không? Dạ quên rồi, chạy vô lấy đi. Tức là ngồi không yên. Còn nhiều cái nó lôi kéo mình tức cười lắm. Mình nghĩ rằng nhỏ nhưng mà kỳ thực rất là lớn. Khi không á, trời không có lạnh á, thì mình không bao giờ mình để ý đâu. Nhưng mà mình đứng dậy, mình đi ra khỏi phòng. Ra ngoài có sự nhắc nhở. Nhắc nhở của ai? Của hơi gió. Ồ, lạnh quá. Thì cũng giống như vậy đó. Mình nghe chuông là một cái bài tập. Mình cần phải hết lòng thực tập. Là một cái tiếng nhắc nhở để mình xây về với chính mình. Để thở, để cười, để minh chứng rằng tôi vẫn sống nhé em. Thì thầy nghĩ rằng hôm nay mình chỉ nói qua bốn hơi thở này. Nhưng mà khi mà nói bốn hơi thở này, mình tưởng chừng là chỉ có trong cái phạm vi bốn hơi thở này thôi. Nhưng mà kỳ thực, chỉ cần bốn hơi thở này là mình đã đi kinh qua được bốn cái group khác, ba cái group khác luôn. Thân, cái này nó xảy ra trong thân của mình. Nhưng mà cảm thọ thì sao? Thí dụ như mà mình thở vào tôi cảm thấy khỏe là bắt đầu cảm thọ rồi đó. Mình thở vào mình thấy an định là bắt đầu cảm thọ rồi đó. Cho nên chỉ cần thực tập cái nhóm đầu tiên là mình đã thực tập được cái này. Nhóm thứ hai và nhóm thứ ba hoặc là nhóm thứ tư. Thì khi nào nếu mà có may mắn á, mình sẽ trở lại với những cái nhóm khác. Nếu mà không trở lại thì cũng không sao, tại vì tất cả đều rất là những thiền sinh chuyên tu, cho nên có thể khám phá ra được nếu mình biết thực tập nghe chuông. Bây giờ thầy muốn đi qua một cái câu chuyện khác. Và trước khi mình đi qua, mình nghe một tiếng chuông để cho quý vị có thể thực tập. Thực ra cái này là một cái câu hỏi. Có một số thiền sinh cũng giống như một số Phật tử ở đâu đó, họ gọi về, họ nhắn về, họ hỏi là liên hệ đến vấn đề sức khỏe của sư ông. Trong cái thời gian này, sư ông tách một cái tép rất là đặc biệt, tới một cái giai đoạn rất là đặc biệt, là muốn dành cái thời giờ cho học trò mình kiểm soát lại là đã được trao truyền và đã thực tập như thế nào. Và ở những nơi xa xa đó,
thì họ không có nghĩ như vậy, cho nên họ nghĩ là cụ bị ốm và họ tổ chức những cái lễ cầu nguyện. Mình thì nói tổ chức những cái lễ gửi năng lượng bình an. Thì cái câu hỏi mà quý vị hỏi như thế này: thưa Thầy, con có nghe có một khóa tu 3 ngày để tụng kinh, niệm Phật, để cầu nguyện có năng lượng bình an để gửi hiến tặng cho sư ông. Theo Thầy thì có nên tham gia hay không? Thì Thầy không muốn nói là đúng hay không đúng, và cũng không có muốn đưa ra một cái lời sách tấn nào hết á. Nhưng mà chỉ đề cập vấn đề làm thế nào để có năng lượng bình an để mà gửi tặng. Nếu buổi hôm nay mình đi chơi về, tất cả mọi người đương đói bụng, trong cái nhóm của mình ít ít thôi để cho dễ hiểu, nhóm 5 người đi về đương đói bụng mà chỉ có một phần ăn thôi, thì mình có thể mình chia sẻ cái phần ăn đó cho 5 phần nhỏ, để mỗi người sử dụng một cái phần nhỏ trong 5 phần đó thì cũng đỡ đói, phải không? Thì vấn đề gửi năng lượng bình an cũng vậy. Theo Thầy nghĩ, mình có thể tập hợp lại, lên chánh điện, lên thiền đường, ngồi thiền, hoặc là mình đi kinh hành, đi thiền hành. Mình có thể đình chỉ lại những cái ước mơ, cái vọng tưởng trong người của mình, mà làm cho tâm của mình nó lắng xuống. Khi mà cái tâm của mình lắng xuống thì mình có một chút xíu định rồi đó. Mà khi có một chút xíu định á, thì mình bị không bị cuốn hút bởi nắng, gió, mưa, bão. Gió, nó có 8 thứ gió, nó cuốn mình dữ lắm. Mưa cũng vậy. Tất cả các đại mà nó nổi lên á, thì cái nào nó cũng dì mình xuống dễ lắm. Thì trong một cái buổi thực tập, mình thực tập ngồi thiền, thực tập đi thiền hành, kể cả thực tập ăn cơm trong im lặng, mình được hướng dẫn là chuyển đổi những cái tâm hành tham khi ăn cơm chẳng hạn. Ăn cơm đương sắp hàng về mà cứ ngó tới, chưa tới phiên mình mà ngó tới trước còn không. Đó. Thì cái đó là gì? Cái tâm hành tham. Mà trong cái tham đó có bình an không? Không. Phải không? Nếu bình an thì đứng im về, chưa tới phiên mình thì cứ đứng yên về thở và cười thôi. Nhưng mà không bình an cho nên mới nhóm lên vậy. Nhóm lên là nó không có ba lon á. Thành ra nó đã không có bình an rồi. Cho nên muốn cầu nguyện để có cái năng lượng bình an, trước nhất mình phải thực tập thế nào trong lòng của mình nó cũng bình an. Thực tập cái nào cũng được. Ngồi thiền, tụng kinh, niệm hơi thở, đi thiền hành, làm thế nào cho tâm mình lắng xuống và mỗi bước đi của mình có thể tiếp xúc được với đất trời, tiếp xúc với gió, đừng để gió nó cuốn mình đi, là mình có định. Và khi mình có định, cái năng lượng đó có sinh ra tuệ giác. Tuệ giác là sự hiểu, hiểu biết. Thí dụ như mình ngồi thiền, mình trong thân của mình, phía trên bờ vai này nó bị gánh nước nhiều quá, nó hơi mỏi. Mình lấy năng lượng bình an, mình gửi tới đây để mình
yểm trợ cho cái thân của mình, chỗ này nó bớt bớt mỏi đi. Thì nhờ cái việc làm đó, mình mới hiểu được người khác nếu đau chỗ nào thì nó cũng đau giống vậy hoặc là đau hơn như vậy. Nói một cách khác đó, mình gửi cái năng lượng lành, mình biết cái năng lượng đó là năng lượng gì thì mình mới gửi. Mình chưa có nếm thử thì làm sao mà biết nó lành hay không lành. Cho nên mình cần phải nếm thử. Và muốn thử cái đó không ở đâu xa hết. Nhìn vào tự thân của mình biết mình có cơn bệnh nào, mình có cái khổ nào, mình muốn giải quyết cái cơn bệnh đó, giải quyết cái khổ đó như thế nào, theo lời Phật dạy, thì lúc bấy giờ mình sẽ có năng lượng lành. Và mình thưởng thức cái đó, và còn lại mình mới đem mình gửi, mình hiến tặng cho người khác. Thì cái câu không phải là trả lời như thầy nói vừa rồi á, là muốn có một cái buổi cầu nguyện thành công thì mình phải làm thế nào chuyển đổi được những cái sự khổ đau trong chính mình. Và những nếu mình có bệnh, mình cứu chữa cái cơn bệnh của mình như thế nào thì mình sẽ được an vui, được hạnh phúc và được bình an, được an định. Như những cái kinh quán niệm hơi thở hướng dẫn hồi nãy đó, thì mình sẽ có cái năng lượng bình an để gửi tặng bất kỳ người nào, chứ không phải chỉ gửi tặng cho sư ông của mình thôi. Còn chưa hiểu nữa đó, quý vị đi tìm cuốn Hiệu lực của cầu nguyện. Quyển sách có rất là nhiều trong quán sách. Và hôm nay trời bớt lạnh, ở ngoài bây giờ cũng có nắng lên. Chúng ta sẽ dừng nghỉ ở đây và để quý vị có thể tham dự buổi thiền hành cho thật vui. Và nhớ là mình nên thực tập nghe chuông, đi thiền hành trong chánh niệm.